chào các bạn, trên tay mình lúc này là chiếc máy bơm mini của Bose có mã là 060-394-7080. Và đây là chiếc máy bơm mini sạc pin. Máy có pin với điện thế là 3,6V, đầu bơm 24cm, trọng lượng thì chỉ 0,4kg thôi. Và máy có đi kèm các đầu bơm để chúng ta có thể ứng dụng bơm xe hơi, xe đạp, bơm bóng hay là bơm phao. Điểm đầu tiên về thiết kế là mình thấy chiếc máy này rất giống chiếc súng đo hồng ngoại, có màn hình hiển thị, các nút chức năng và nút bật tắt. Trọng lượng của máy thì khá là nhẹ, chỉ 400g thôi. Với chiều dài của máy là 21,5cm, phần tay cầm thì rất là gọn và cầm chắc tay. Cái này phải nói là ưu điểm nhờ chất liệu cao cấp của Bose ứng dụng cho sản phẩm, tuy nhỏ mà cầm rất bám tay ấy. Khi mua về thì các bạn có thể thấy là sản phẩm được gắn kèm một dây bơm dài 24cm. Ngoài ra thì máy cũng đi kèm một số phụ kiện gồm có túi đựng và dây nguồn với cổng USB để sạc cho máy. Ngoài ra thì còn có các đầu bơm kèm theo như là kim bơm phao, kim bơm bóng và đầu chuyển bơm xe đạp để mà bơm được nhiều loại đồ khác nhau. Các cái đầu bơm này thì sẽ được cất gọn vào trong máy luôn tại vị trí này để tránh làm mất hay là thất lạc. Một điểm rất thuận tiện là chiếc máy này sử dụng pin và có đi kèm cáp sạc với đầu USB. Và đây là vị trí chúng ta cắm sạc cho máy. Trên màn hình hiển thị cũng có hiển thị vạch báo dung lượng pin để chúng ta có thể dễ dàng quan sát khi máy hết pin. Kích thước màn hình của máy cũng khá là lớn, hiển thị rõ được các thông số cần thiết. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng nút bật nguồn máy. Bên dưới sẽ là vị trí các nút để chúng ta điều khiển các chế độ. Các nút này thiết kế cũng khá to, mình thấy bấm khá là nhạy. Tổng gồm có 4 phím, phím nguồn này, phím bật đèn chiếu sáng. Phím tăng giảm áp suất. Phím start stop để bắt đầu bơm. Nói về áp suất thì chiếc máy này có khả năng bơm áp suất với 3 đơn vị đo, cùng có 3 PSI và KPA. Với mức áp suất cao nhất là 10,33, 150 PSI hoặc là 1030 KPA. Các bạn sử dụng nút unit để chọn đơn vị. Ở đây mình đang có một cái lốp xe Kia và áp suất tiêu chuẩn của con lốp xe này là 33 PSI. Hiện tại thì áp suất đang là 30,5 PSI và mình sẽ bơm để xe lên đến áp suất là 33. Ở đây mình có một đồng hồ bấm giờ và mình sẽ xem là thời gian bơm lên 33 PSI thì sẽ mất bao lâu các bạn nhé. Các bạn nhấn nút Start ở trên máy để tiến hành bơm. Và sau khi mà bơm đủ áp suất thì máy sẽ tự ngắt. Như vậy là chỉ hơn 1 phút là mình đã bơm được chiếc lốp xe này. Các bạn có thể thấy là một chiếc máy bơm mini cầm tay như thế này thì sẽ rất là tiện. Và cái thời gian hay là tốc độ để bơm lốp xe nó sẽ phụ thuộc vào áp suất của mỗi loại lốp khác nhau. Như vậy là một chiếc máy bơm mini cầm tay như thế này sẽ rất là lý tưởng để anh em có thể mang theo khi đi xe hơi, đi phượt. Chúng ta có thể bơm lốp xe bất cứ lúc nào, rất là tiện lợi. Và để đặt mua hàng thì các bạn có thể truy cập vào website meta.vn để tham khảo, hoặc là liên hệ hotline của Meta tại Hà Nội 024-3568-6969 hoặc tại Thành phố Hồ Chí Minh là 028-3833-6666. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.